Dạ alo ạ. Vâng, tôi nghe đây. Dạ vâng, em có yêu một người từ 5 năm rồi. Bọn em thường xuyên là nói chia tay, và mỗi lần nói chia tay thì em hay kéo người đấy cơ lại ấy. Vâng. Gần đây thì bọn em chia tay, sau đấy thì người yêu em đi yêu một người con gái khác. Và khi mà em biết được chuyện đấy thì người đấy lại chia tay với người con gái kia và quay lại với em. Hai người kia thì đã ôm nhau và hôn nhau ấy. Còn em là người yêu em thì đã có quan hệ quá đà, xong là em sợ điều đấy không có ai chấp nhận được thì em lại quay lại với người yêu cũ ấy. Vâng. Xong bây giờ bọn em quay lại nhưng mà tình cảm không còn như trước ấy. Vâng. Bây giờ thì bọn em lại chia tay rồi nhưng mà người đấy lại nhắn tin với người yêu mới đấy. Bây giờ thì em cảm thấy hụt hẫng và không biết làm thế nào. Bây giờ chương trình cho em lời tư vấn được không ạ? Vâng, bạn rất là bối rối, cũng chưa biết là tình cảm của mình sẽ như thế nào. Chuyên gia Vâng. đình đoàn của chương trình sẽ tư vấn cho bạn. Xin mời anh. Ờ, em ơi, 5 năm rồi đúng không? Yêu tận 5 năm rồi. Vâng. Năm nay là bao nhiêu tuổi? Hai Em mới 23 tuổi thôi ạ, 22 tuổi ạ. 22 tuổi, yêu 5 năm, yêu từ lúc 16, 17 nhỉ? Có gần Vâng. nhau không? Bây giờ hai em có ở gần nhau không? Đợt trước thì là bọn em vẫn ở gần nhau nhưng bây giờ em đang đi học nên không ở gần nữa ạ. Còn anh ấy thì còn học hành hay đi làm rồi? Em vẫn đang học ấy ạ. Em nghe bằng tuổi ạ. À thế hả? Được không? Em có sau rất nhiều lần yêu rồi nối lại rồi chia tay, em có rút ra được một cái căn bệnh mà khiến cho mọi người cứ hay chia tay nhiều, thế là gì không? Không hợp tính nhau, hay anh ấy quá vũ phu, hay mình quá nhõng nhẽo, hay anh ấy quá vô tâm, hay là cái gì? Đó, em cũng rút ra được nhiều khi em cũng nóng tính với cả, nhưng mà nhiều khi cũng mà do anh ấy giận giận hờn linh tinh hay con linh tinh ạ. Ừ, anh thì hờn ghen, mình thì nóng tính. Dạ vâng. Anh ấy thì bao bọc mình, không muốn cho mình nói chuyện với ai, không cho Dạ mình đứng vâng. nói với một người con trai nào. Dạ Mỗi một vâng. lần về như thế thì anh lại kêu ca mình bực quá thì mình bảo nếu không tin tưởng thì chia tay nhau đi. Thì anh ấy bảo chia thì chia, đúng không? Dạ vâng. Ừ, đúng không? Vâng. Ừ, hầu hết cái đám các bạn trẻ trẻ mà 15, 16, 17, 18 yêu nhau là như thế đấy. Nếu như bây giờ mà quay trở lại vẫn lại tiếp tục như thế thì cũng chẳng có cải thiện được gì. Anh tưởng là sau 3, 4 lần như thế, lần cuối cùng này, gần đây nhất này, là mình đã nhận ra rằng là già néo thì đứt dây, quá đà thì anh ấy sẵn sàng anh có người khác ngay, và mình thì không mong muốn điều đó bởi vì cũng đã có cái quan hệ sâu sắc. Thì không bên này thì phải bên kia phải có cái thay đổi điều chỉnh. Cái cơ bản nhất là thế này này, yêu nhau từ lúc còn trẻ này, lớn lên một cái là mới chỉ có nhau thôi, bây giờ bắt đầu có điều kiện đi học, đi xa, đi nhiều, tiếp xúc nhiều với người khác, thấy nhiều người khác mới lạ hay ho hơn rất nhiều với cái người mà mình đã cứ bìu díu với nhau suốt 5-6 năm nay, nhất lại đã có quan hệ tình dục rồi, trước lại tưởng thế nào, hóa ra chỉ có thế. Thế thì đúng là cái tình cảm nó có nguội nhạt dần đi, đặc biệt là bây giờ hai người lại hơi xa nhau và đều đi học. Anh nghĩ đây cũng là một cơ hội để em và anh ấy nhìn nhận lại rằng có nên duy trì lằng nhằng một cái mối tình yêu như thế này mãi hay không. Một cái mối tình mà cứ cố phải níu lại với nhau chỉ vì đã chót thế này, chỉ vì đã yêu nhau quá lâu, trong khi trong lòng đã nguội băng nguội giá, hoặc thậm chí là chỉ tìm cách thoát nhau ra thì không cần thiết phải duy trì. Thế còn em cũng đừng ngại rằng là do mình đã chót thế này thì rồi sẽ khó đến với người khác, vì vậy cứ phải bám lấy anh ta, không phải thế đâu. Mình cuộc sống bây giờ nó khác rồi, nhất là cái gì mà kiểu như là thời gian nó quá lâu, nó tạo ra một sự nhàm chán, thế rồi mệt mỏi, trong khi thì bây giờ anh là con trai có thể chinh phục một người khác, người ta lại nó khác hơn rất nhiều, để làm cảm xúc mới lạ. Thế rồi bản thân em có thể là cũng nghĩ rằng 4-5 năm như thế là phí công, phí sức, hoài sức. Đấy cũng cho mình lớn lên và cho mình những bài học rất tốt trong cuộc sống, chứ không có tiếc làm gì cả. Vâng, hy vọng rằng những lời khuyên của chuyên gia sẽ giúp bạn tìm được những cơ hội mới cho mình trong cuộc sống và tình yêu. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn anh Đinh Đoàn ạ.